Kính chào các bạn đã đến với bản tin chiến sự Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết. Bộ Quốc phòng Nga vừa thông báo về việc bắt đầu pháo kích các khu vực trong thành phố Kherson ở bờ tây sông Donetsk mà quân đội Nga vừa rút khỏi. Hãng tin TASS của Nga đưa tin Bộ Quốc phòng Liên bang Nga thông báo việc nã pháo vào trang thiết bị và binh sĩ quân đội Ukraine ở hướng ngạn bờ tây sông Donetsk. Các lực lượng vũ trang Ukraine cũng xác nhận đã có loạt tấn công vào hướng ngạn sông Donetsk. Cảnh sát tỉnh Kherson Ukraine xác nhận có một đợt pháo kích ở thị trấn Merilas cách thành phố Kherson khoảng 60 km về phía bắc. Bộ Quốc phòng Nga ngày 12 tháng 11 tuyên bố lực lượng nước này đã tấn công cũng như ngăn chặn những cuộc phản công của phía Ukraine, gây tổn thất cho đối phương sau khi lực lượng Ukraine giành lại thành phố Kherson. Tỉnh trưởng Dmytro Zhivisky của tỉnh Sumy thuộc đông bắc Ukraine ngày 12 tháng 11 khẳng định lực lượng Nga đã tấn công một số khu vực trong tỉnh bằng hệ thống rocket phóng loạt vào sáng cùng ngày. Ông Zhivisky còn nói đã có 10 vụ nổ theo trang The Kiev Independent. Trong khi đó, một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 12 tháng 11 tuyên bố một trực thăng Mi-8 của Ukraine đã bị máy bay chiến đấu Nga bắn rơi ở tỉnh Zaporozhia thuộc miền nam Ukraine theo hãng tin TASS. Ông Konashenkov còn nói rằng quân đội Nga đã ngăn chặn các cuộc tấn công của bốn nhóm đặc nhiệm Ukraine cố gắng tiến về phía bắc các khu Svatovo, Prochanka, Makhevchevka và Chevronopokovka thuộc Cộng hòa Nhân dân Lugansk LPR tự xưng ở miền đông Ukraine, khiến hơn 190 quân nhân Ukraine thiệt mạng và một xe tăng, 6 xe bọc thép cùng 5 ô tô bị phá hủy. Cũng theo ông Konashenkov, các lực lượng Nga đã đánh trúng 4 sở chỉ huy của Ukraine ở các tỉnh Kherson, Mykolaiv và Kharkov, đồng thời tấn công 58 đơn vị pháo binh và thiết bị quân sự ở 236 khu vực. Đến tối ngày 12 tháng 11, chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với tổn thất do phía Nga đưa ra. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 12 tháng 11 khẳng định nước này vẫn chưa sử dụng toàn bộ kho vũ khí của mình cho chiến dịch quân sự ở Ukraine và cũng chưa tấn công tất cả các mục tiêu có thể có của kẻ thù trong các địa điểm, theo TASS. Ông Medvedev nói rằng Nga đang nỗ lực hết mình để cứu sống dân thường trong lúc thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu. Ông còn khẳng định Nga đang xây dựng một trật tự thế giới bình đẳng cho tương lai và đang một mình chiến đấu chống lại phương Tây. Hãng thông tấn TASS của Nga ngày 12 tháng 11 đưa tin ông Alexander Fomin, một trong những thành viên của chính quyền do Nga lập ra tại tỉnh Kherson của Ukraine, cho biết thành phố Hennishchev đã được tuyên bố là trung tâm hành chính tạm thời của tỉnh này. Tất cả các cơ quan chính quyền được tập trung ở đó, ông Fomin nói. Động thái diễn ra sau cuộc rút quân của Nga khỏi thành phố Kherson, thuộc phủ của tỉnh cùng tên. Tỉnh Kherson là một trong 4 tỉnh mà Nga đơn phương tuyên bố sáp nhập từ Ukraine vào tháng 9. Hennishchev, một thành phố cảng nằm bên bờ biển Azov, đã bị lực lượng Nga chiếm đóng từ ngày 27 tháng 2. Thành phố nằm rất gần ranh giới với bán đảo Crimea, nhưng cách thành phố Kherson và sông Dnipro một khoảng đáng kể. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 12 tháng 11 đã ca ngợi Ukraine có thể chiến thắng phi thường trong việc chiếm lại thành phố Kherson từ lực lượng Nga. Có vẻ như người Ukraine vừa giành một chiến thắng phi thường khi thủ phủ tỉnh duy nhất mà Nga đã chiếm giữ trong cuộc chiến này giờ đã được cắm cờ Ukraine trở lại, và đó là một điều đáng chú ý, ông Sullivan nói với các phóng viên khi tháp tùng Tổng thống Joe Biden tới hội nghị cấp cao ASEAN ở Campuchia theo AFP. Bộ Quốc phòng Nga ngày 12 tháng 11 cho biết các lực lượng Nga đã hoàn thành việc tái triển khai quân đội đến tảng ngạn sông Donetsk ở khu vực Kherson. Theo bộ này, cuộc điều động đã được hoàn tất vào sáng ngày 11 tháng 11 theo giờ địa phương. Bộ Quốc phòng Nga cũng phủ nhận báo cáo cho rằng quân đội Nga đã bỏ lại các khí tài quân sự hoặc có nhiều binh sĩ Nga bị thương trong quá trình rút quân. Các đơn vị Nga đã thiết lập các căn cứ điểm và tuyến phòng thủ không để xảy ra bất cứ tổn thất nào về vũ khí, nhân lực, phương tiện. Nga cũng hỗ trợ tất cả các người dân thường muốn rời khỏi hướng ngạn sông Donetsk ở vùng Kherson. Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 12 tháng 11 cho biết các đơn vị đặc nhiệm của nước này đã tiến vào thành phố Kherson, thủ phủ vùng Kherson nơi các lực lượng Nga giành quyền kiểm soát ngay từ khi phát động chiến dịch quân sự. Trong một phát biểu qua video chỉ vài giờ sau khi Nga hoàn thành việc rút quân khỏi thành phố chiến lược này, Tổng thống Zelensky cho biết hiện tại lực lượng phòng thủ của chúng tôi đang tiếp cận thành phố. Một lúc nữa họ sẽ tiến vào, nhưng các đơn vị đặc nhiệm của chúng tôi đã có mặt trong thành phố. Ông cũng nói rằng các lực lượng Ukraine đã củng cố vị trí trên tiền tuyến và bắt đầu các biện pháp bảo vệ an toàn cho Kherson. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wesley cho biết thất bại chiến lược của Nga ở Kherson có thể khiến những người Nga bình thường đặt câu hỏi về cuộc chiến. Việc Nga tuyên bố rút khỏi thành phố Kherson đánh dấu một thất bại chiến lược khác đối với họ, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nói ngày 12 tháng 11. Vào tháng 2, Nga thất bại trong việc thực hiện các mục tiêu chính ngoại trừ Kherson. Giờ đây, với việc rút lui, người dân Nga chắc phải tự hỏi tất cả những chuyện vừa qua là vì điều gì, ông Wallace nói thêm. Việc Nga hoàn tất rút quân khỏi thành phố Kherson ngày 11 tháng 11 đánh dấu lần rút lui thứ 3 trong chiến dịch quân sự tại Ukraine và là lần đầu tiên mà Nga từ bỏ một thành phố lớn như vậy. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh nói quân đội Nga đã phải chịu sự tổn thất lớn về nhân mạng và còn bị cộng đồng quốc tế phản ứng mạnh mẽ ở nhiều nước.